lại không khóc nữa. Sao giờ không đi ngủ rồi ra đây làm gì? Mẹ ơi, sao bảo? Sao bảo gì? Bố mẹ ơi, mẹ đừng mong bố nữa nhá. Ở lớp con cũng có phải bố mẹ cãi nhau rồi bỏ nhau. Bố đức về mẹ cánh bỏ nhau, thì con sẽ nuôi mẹ cánh. Bố mẹ không bỏ nhau, con ngốc quá. Bố mẹ chỉ cãi nhau một tí xong rồi ngày mai lại hết thôi, con hiểu không? Giống như là lúc mà mẹ cáu, mà mẹ giận sâu quá thì mẹ tét vào mông con một cái, xong rồi mẹ lại yêu gió, mẹ không bao giờ mẹ bỏ sâu cả, con hiểu chưa? Con là mẹ gần nhất. Mẹ cũng yêu con. Sao mẹ ngoan, sao mẹ không khóc nữa? Bố mẹ không bỏ nhau, con đừng lo nhá.